một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một video với hai trận đấu cực kỳ căng thẳng và kịch tính nha. Những trận đấu 2 đấu 2. Và ở trong trận đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ được sát cánh cùng với anh Hào, một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Em ấy hiện tại đang chơi với một cái ở level 21 nha. Và ở trong trận đấu thứ hai thì chúng ta cũng sẽ được sát cánh cùng với một người bạn của chúng ta, một người bạn tên Viên, cũng cùng ở trên nhóm Zalo. Đây là hai trận đấu có thể nói là rất hay và rất kịch tính rồi. Trên một cái bản đồ hoàn toàn nghiêng vào phía đường bộ nha. Chúng ta không có đường biển và chúng ta sẽ có những sự đụng độ ở trên bộ liên tục giữa các đơn vị Tăng Zerg và Tăng Jaguar. Và đồng thời thì sẽ có được những sự đột kích từ trên không của các đơn vị Vetex và có cả các đơn vị Bay Ném Bom Thò. Chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào? Đánh ra làm sao? Có ổn áp hay không? Xin mời anh em cùng xem dõi video nha. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like anh em ơi. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều nha. Vào thôi. Chúng ta sẽ được chiến đấu trên một cái bản đồ rất chật hẹp rồi, với những người chơi ở đẳng cấp level 20 và level 21 trong trận đấu lần này. Thì Hiếu Nguyễn sẽ cần phải triển khai thật nhanh các đơn vị lính 1 kết hợp với các đơn vị C1 Coyote để cố gắng ra soát bản đồ và chiếm lấy được các thùng tài nguyên. Anh Hào cũng đã có được hai nhà xuất xe quân sự rồi, và em trai cũng đã bắt đầu triển khai được các đơn vị C1 Coyote đụng độ với liên đoàn. Tốc độ triển khai quân của họ cũng là rất nhanh nha. Và sẽ có được rất nhiều các thùng tài nguyên ở khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình kết hợp với đồng minh rà soát bản đồ và chiếm được những thùng tài nguyên, cố gắng có được những lợi thế từ đầu game về tài nguyên, cố gắng nâng cấp gia chính lên level cao hơn và sẵn sàng vào những phương án tiến công và hợp thủ một cách hợp lý hơn. Chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên rồi, quá tuyệt vời. Và sẽ có một thùng tài nguyên lớn ngay lúc này ở vị trí trung tâm của bản đồ. Sàn Lam cũng đã có sự xuất hiện của các đơn vị C1 Fortress rồi. Đó là một trong những đơn vị xe cơ giới ở level thấp có lực đam rất tốt để có thể chống lại các đơn vị lính bộ binh. Nó được mệnh danh như những pháo đài di động vậy đó anh em ơi. Vừa có khả năng phun lửa và đồng thời là có được trang bị thêm những khẩu súng máy để chống lại các đầu vị lính 1 Replyman của chúng ta. Và không biết là Hiếu Nguyễn và anh Hào có thể chiếm được thùng tài nguyên ở vị trí trung tâm hay không. Chúng ta đang buộc phải kéo tất cả các đầu vị C1 Coyote quay trở về vị trí trung tâm để đối đầu với lực lượng Fortress và chiếm được thùng tài nguyên. Nhưng không biết có ổn hay không đây. Liên đoàn đang tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị xe Fortress đến với vị trí trung tâm của bản đồ để chiếm được chắc chắn là một thùng tài nguyên lớn rồi. Sàn đất biển cũng đã tập trung rất đông các đơn vị lính 1 ở vị trí này. Chơi thôi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể chơi lại rồi. Rút lui thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên nhỏ khắp mọi nơi. Thì với một thùng tài nguyên lớn ở vị trí trung tâm chúng ta có thể không chiếm cũng được nha. Ta cũng không nên đổ quá nhiều các đơn vị lính 1 Replyman và đồng thời là các đơn vị C1 Coyote. Chỉ đã chiếm được có một thùng tài nguyên lớn thì sẽ rất lỗ rồi. Anh Hào vừa nhắc nhở chúng ta không phải triển khai những phương án phòng thủ ở trên bộ ngay lúc này ở vị trí điểm D. Vì rất có thể liên đoàn sẽ tiến công chúng ta một cách rất bất ngờ với các đơn vị xe Fortress và đồng thời là lính bộ binh 1 nha. Xe Fortress đây rồi. Rất có thể là tiến công xe 1 và lính 2. Với sức phun lửa và đồng thời là những khẩu súng máy ở trên thân xe Fortress thì lực đam của họ là rất tốt để có thể chống lại các đơn vị lính bộ binh. Và một khi đang cận chiến thì nó cũng là một cái gì đó rất khiếp sợ với các đơn vị xe quân sự ở level thấp của chúng ta. Thì Quỳ đang có nguy cơ là mất đi một tháp bắn tỉa từ xa.
chỉ với 3 đầu vậy xe Fortress ngay lúc này. Mà chúng ta đã rất mệt mỏi và khi đã tổn thất đi những đơn vị lính 1 đầu tiên rồi thì tiếp theo là các tháp băng tiền cũng đã chủ không đổi vào các đơn vị xe Fortress ngay lúc này. Hiếu Nguyễn vẫn đang trông chờ một đơn vị xe cơ giới ở level 3 tăng gia gù để có thể đủ sức chống lại các đơn vị xe Fortress nha. May mắn là chúng ta cũng đã kịp thời triển khai được những tháp băng tiền từ xa để chống lại các đơn vị lính 1 bên này. Chứ nếu không thì cũng rất chi là đau đầu nha. Lực lượng của anh Hào cũng đã kéo xuống được những đơn vị Dragonfly và cũng đã hỗ trợ cho lực lượng của Hiếu Nguyễn Conserving TV rất nhiều để có thể chống lại các đơn vị lính 1 bên này. Đây là một trong những cái đồ đó quá gần. Việc tăng cường thêm các đơn vị lính và đồng thời là các đơn vị xe quân sự ở phía lực lượng của liên đoàn lên các lực lượng của ta sẽ là rất nhanh. Nhanh hơn rất nhiều nha. Tiếp tục là sự tăng cường thêm của các đơn vị lính 2. Lính 2 và xe 1 rồi, rất đúng bài vở rồi. Ở phía trên đây, lực lượng của sân đất biển cũng đã xây dựng lớn nha ra phía bên ngoài. Đang có được những bò kè chống bộ binh và họ cũng đang tiếp tục triển khai thêm những tháp bắn lượng tên lửa tầm xa. Tầm bắn là rất tốt rồi. Có sự xuất hiện của tăng sớt rồi. Những phương án tấn công lớn nhà là một trong những phương án rất thường xuyên được lực lượng liên đoàn sử dụng trong những cái map chật hẹp như thế này. Thật may mắn là họ vẫn chưa kịp triển khai ra những đơn vị tháp bắn tên lửa tầm xa. Chứ nếu không thì những tháp bắn tiền của chúng ta và đồng thời là những tháp pháo hai đồng sẽ không thể trụ đội với lực lượng liên đoàn. Tầm bắn của tăng gia của anh Hào là rất tốt ngay lúc này. Bắn rất xa. Có xe bắn tên lửa tầm xa Torrent. Ngay lập tức thì chiến đấu cơ của anh Hào cũng đã bay ở trên không rồi. Đó là một trong những phương án tối ưu để giúp cho lực lượng của chúng ta có thể chống lại các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa Torrent từ các lực lượng của liên đoàn. Chứ nếu không thì rất khó với những phương án tầm xa của lực lượng quân xanh đất biển ở lúc này. Xanh Lam đã có dấu hiệu di chuyển đến vị trí trung tâm và rất có thể họ sẽ tiến công rồi. Rất nhiều các đơn vị lính 1 bình 2, lính 1 và đồng thời là các đơn vị xe Fortress rồi mà chúng ta đã buộc phải rút lui tất cả các đơn vị tăng gia quân vào phía bờ trong. Một phương án tấn công từ rất sớm ở phút thứ 7 nha. Tăng gia quân đã di chuyển đến tiếng 2 và bây giờ thì chúng ta cần phải trông chờ vào sức mạnh của những đơn vị tăng gia quân mà thôi. Lính 1 bình 2 đã bắn phá vào những tòa nhà công sở của Hiếu Nguyễn của Savage TV. Chúng ta đã mất thêm một nhà xuất lĩnh ngay sau khi một tháp bắn tiền đã đi bán phế liệu rồi. Liên đoàn đang gây sức ép với chúng ta và không biết là tăng gia quân có đủ sức hay không, và chiến đấu cơ của anh Hào cũng đã hỗ trợ chúng ta ở trên không. Những đơn vị lính 1 bên 2 có lực đàm và các đơn vị xe quân sự và đồng thời là khả năng phá nhà cũng là rất nhanh. Họ đã rút lui ngay sau khi chúng ta đã có được những tổn thất nhất định. Tuy nhiên thì họ cũng đã mất đi hầu hết các đơn vị lính 1 bên 2 và đồng thời là các đơn vị xe Fortress rồi, thì chúng ta cũng đã có thể đẩy lùi được một phương án tiến công của liên đoàn. Và ngay bây giờ lực lượng của sân đất biển cũng đang có được những phương án tiến công và xây lớn nhà ra phía bên ngoài với các bon kè, những đơn vị tăng rớt và đồng thời là các đơn vị sẽ bắn tên lửa tầm xa. Phút thứ 8 của trận đấu rồi, anh Hào cũng đã bắt đầu triển khai tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar và đồng thời thì em trai cũng đã có được một đơn vị xe pháo tầm xa, pháo ma bớt rồi. Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu triển khai thêm các đơn vị lĩnh 1 kết hợp với các đơn vị tăng Jaguar và di chuyển đến vị trí trung tâm của bản đồ để có thể chắc chắn là chỉ được một thùng tài nguyên. Đụng độ với một đơn vị xe Fortress của liên đoàn. Kéo tăng Jaguar lên phía trên, bắn phá thôi.
một đơn vị xe Fortress là không đủ với rất nhiều cơ đơn vị lính mục của chúng ta. Ở phía trên đây thì lực lượng của anh Hào vẫn đang phải cố gắng băng phá và những bo ke. Và đồng thời thì cũng cần phải tìm cách nào đó để có thể ngăn chặn được những đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa tô đơn của phía lực lượng liên đoàn. Họ đang tiến công. Có lính bộ binh tăng rớt và đồng thời là các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa tô đơn như thế này thì anh Hào cần phải có những phương án từ trên không thôi em ơi. Chúng ta cũng đang đụng độ và tranh giành lấy tài nguyên và lực lượng của liên đoàn của xanh đất lam ở phía bên trung tâm của bản đồ, một trong những vị trí rất quan trọng ngay lúc này mà chúng ta đang đứng ở trên núi nha. Nhưng họ cũng có rất nhiều cơ đơn vị lính phun lửa level 3, lính 2 và có cả lính 1 rồi. Có lẽ chủ lực của họ sẽ là lính bộ binh 2 kết hợp với Fortress rồi. Chúng ta đã không thể chiếm được tài nguyên. Lính bộ binh 2 kết hợp với các đơn vị xe phun lửa, đó là một trong những bài đánh rất quan trọng của liên đoàn. Từ ở những level thấp, họ đã thường xuyên sử dụng những bài đánh như thế này. Và bây giờ ở level 20 và level 21 thì họ cũng liên tục sử dụng những bài đánh như thế này. Và chúng ta trở nên gặp khó khăn hơn rất nhiều. Với những cái bài đồ đó quá chật hẹp thì họ sẽ triển khai rất nhanh các phương án đó. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải triển khai thêm những đơn vị lính bắn tỉa ở level 3 để có thể phòng thủ cho các đơn vị lính bộ binh 2 của liên đoàn không có sức để có thể tiến công lên phía đằng trên. Chúng ta đã có lính bắn tỉa rồi. Lính bắn tỉa chống lại các đơn vị lính bộ binh 2 là rất đúng bài. Tăng Yagu thì sẽ đủ sức để chống lại các đơn vị xe Fortress nha. Một sự giằng co rất khốc liệt ở vị trí trung tâm. Fortress đã đến rồi. Tăng Yagu buộc phải rút lui vào tiếng 2. Chiến đấu cơ của anh Hào cũng đã bay ở trên không. Những cái bản đồ nó quá gần như thế này thì chúng ta sẽ thường xuyên va chạm với lực lượng của liên đoàn này. Nó sẽ tạo cho chúng ta được những trận đấu kịch tính hơn, gay cấn hơn rất nhiều. Hiệu quyền cũng đã có thể chiến được tài nguyên. Tiếp tục là sự tăng cường thêm của các đơn vị lính bộ binh 2 của liên đoàn. Liên đoàn có vẻ như là thích chơi lính bộ binh rồi. Và họ cũng chỉ có 3 nhà xuất lính bộ binh với 1 nhà xuất xe quân sự mà thôi. Một người chơi ở level 20. Chúng ta có đủ sức để có thể phòng vệ lại với các đơn vị lính bộ 2 khi chúng ta đã có được rất nhiều các đơn vị lính bộ binh 3 lính bắn tỉa và đồng thời là những tháp bắn tỉa từ xa. Nhưng ngay bây giờ thì anh Hào cũng đang rơi vào thế khó khăn khi xanh đất biển đang có được rất nhiều các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa Torrent và họ đang liên tục nạp được những quả tên lửa tầm xa rồi. Mặc dù là em trai cũng có được cưng đơn vị xe pháo tầm xa ba bớt nhưng không biết là có đủ sức để chống lại với quá nhiều các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa Torrent hay không đây. Tăng Zerg đang tiến công. Và Hiệu Quyền cũng đã bắt đầu tiến công tổng lực vào căn cứ lực lượng của quân sạch nước Lam rồi. Chiến đấu cơ của anh Hào cũng đã bay ở trên không để có thể ứng phó lại với các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa Torrent. Nhưng họ vẫn còn có rất nhiều các tháp phòng không ở phía đằng sau. Đối đầu giữa Yagu và Zerg rồi. Giao đấu khốc liệt rồi anh em ơi. Hiệu Nguyện cũng đã tiến công tổng lực vào các cực lượng của quân sạch Đức Lam và chúng ta đang có được những ưu thế nhất định rồi. Nhưng ngay bây giờ thì các cực lượng của em trai có ổn hay không đây? Phút thứ 13. Hiệu Nguyện sẽ kéo hết lên phía trên để có thể hỗ trợ cho anh Hào. Tăng Sốt đã bắt đầu di chuyển vào phía bờ trong. Chúng ta vẫn còn để lại những đơn vị Tăng Yagu ở vị trí căn cứ lực lượng của sạch Đức Lam và toàn bộ số đơn vị lính bộ binh cũng đã di chuyển lên phía trên để có thể cứu lấy đồng minh. Anh Hào đã cố gắng co cụm lại để phòng thủ căn cứ rồi, cố lên em trai. Đến rồi, Yagu đã đến rồi và lính bộ binh 3 cũng đã đến rồi và Ripplyman của chúng ta cũng đang ở đây. Liên đoàn đang có tăng rất và lớn hai.
Rất nhiều các tòa nhà công sở của anh Hào đã sắp đổ rồi. Chỉ đấu cờ của anh Hào là lên thêm một lần nữa bay ở trên không. Cố gắng đối phó lại với các đơn vị lính 1 bên 2 mà thôi. Chúng ta vẫn còn trụ vững những tòa nhà trung tâm chỉ huy, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội già. Ổ mát rồi. Sàn làm đá không còn gì. Ta đã thành công đưa trận đấu về thế 2-1 rồi. Điểm phòng thủ cho căn cứ đồng minh và đã xóa sổ được hoàn toàn căn cứ lực lượng của sàn Đức Lam thì mọi thứ đã là rất ok. Nhưng vẫn còn một trở ngại rất lớn là sàn Đức Biển vẫn còn rất mạnh mẽ nha. Và họ cũng là một người chơi ở level cao hơn, level 21 nha. Sàn làm đá không còn gì. Và chúng ta cũng đang cố gắng để có thể hỗ trợ phòng thủ cho căn cứ lực lượng của anh Hào. Bởi vì rất có thể lực lượng của sàn Đức Biển sẽ tiếp tục tiến công. Chúng ta cũng không nên chủ quan. Triển khai tăng cường thêm các đội vệ Dragonfly di chuyển lên phía trên. Hiệu Nguyện vẫn chưa thể nâng cấp được gia chính lên level 4 ngay lúc này. Chúng ta đã phải rất chật vật với lực lượng của sàn Đức Lam để có thể chống lại những đợt tiến công liên tục bằng cả đơn vị lính bộ bên 2 và xe Fortress của họ rồi. Và ngay bây giờ, khi chúng ta đã có được những lợi thế nhất định, khi đã được trận đấu được về thế 2-1, thì chúng ta sẽ có được thời gian để có thể nâng cấp được gia chính lên level 4 nha. Và cũng đã sẵn sàng với những phương án chuẩn bị tổng tiến công và các cứng lượng của sàn Đức Biển rồi. Trước tiên cứ để cho lực lượng của anh Hào có đủ khả năng khôi phục lại căn cứ trước đã để bày. Chúng ta sẽ cố gắng lên được các đội vệ bay đến bom Abatrop nha. Trinh sát vào phía bên trong. Họ cũng đang còn có rất nhiều các đội vệ sẽ bắn tên lửa tầm xa. Và đồng thời là các đội vệ tăng rớt rồi. Các cánh quân của Hiếu Nguyện Gosavik TV cũng đã cố gắng bao vây lại các lực lượng của Liên Đoàn. Có cả lính bộ bên 3. Cái đội vệ lính phục lửa đang là rất đông. Họ đã nhảy thẳng lên trên đỉnh núi rồi. Quá ghê gớm ngay lúc này. Rút lui thôi. Những đội vệ lính phục lửa có tốc độ di chuyển là nhanh hơn. Và đồng thời thì có khả năng nhảy xa rất tốt. Nhảy từ dưới đất lên cả đỉnh đồi. Quá ghê gớm rồi. Và chỉ đấu cờ của nào cũng đang phải chống lại các đội vệ tăng rất từ các lực lượng linh hồn của sân Đức Biển ở vị trí trung tâm. Họ đã có được một đợt tổng tiến công và chúng ta cũng đang cố gắng để có thể hỗ trợ phòng thủ cho căn cứ lực lượng của EK. Và chúng ta đã có được Dragonfly và các đội vệ không quân của đầu. Hổ bát rồi. Chắc chắn là rất khó với Liên Đoàn. Rất khó khăn rồi. Họ đã không đủ sức để có thể tiếp tục tiến công. Và chúng ta vẫn còn ở đây để có thể hỗ trợ cho lực lượng của anh Hào phòng vệ căn cứ tới cùng. Và đồng thời thì Hiếu Nguyện cũng đang cố gắng triển khai nâng cấp được nhà xuất máy bay lên level 3. Chúng ta cần phải có các đơn vị bay để bao Abatrop nha. Bây giờ thì chắc chắn là Liên Đoàn đã triển khai phòng ngự căn cứ rất chắc chắn với các đơn vị thái phòng không. Thì Abatrop là một trong những phương án tối ưu nhất rồi.
Lidora tấn công. Rất nhiều cadaver lính bộ bên ba bay cả lên trên cao rồi. Chỉ đấu cơ của nàng cũng đã gặp tất cả cản rồi. Có vẻ như họ đang quyết tâm đưa trận đấu về thế một đấu một ngay lúc này ở phút thứ 20. Chúng ta đang thiếu quân ở dưới bộ ngay lúc này. Và hiệu quyền cần phải tăng cường thêm các đội vị tăng gia vua và lính bộ mình lên thôi. Họ đã tiến công vào vị trí trung tâm chủ yếu của anh Hào rồi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có nguy cơ là mất đi trung tâm chủ yếu level 4 của em trai. Ổ map rồi. Quân đội của chúng ta đã kéo đến để có thể hỗ trợ cho lực lượng của em trai. Và liên đoàn ngay sau khi bắn phá được tòa nhà trung tâm chỉ huy thì họ cũng đã quyết định là lựa chọn một phương án làm rút lui ra phía bên ngoài. Và hiệu quyền cũng đang tiến công vào vị trí phía bên trên này. Góc 9 giờ đánh lên. Và vẫn còn có rất nhiều các đội vệ lĩnh bộ bên ba nha. Và Gù rút lui thôi. Phút thứ 24 rồi. Hiệu quyền cũng đã có được giữa đội vây Abatrop đầu tiên. Chúng ta sẽ triển khai thật nhanh giữa đội vây với bài đẻ bom Abatrop để chuẩn bị cho những kế hoạch đẻ bom vào phía bên trong và cứu lượng của Lidoan. Đó là một trong những phương án tấn công an toàn nhất ngay lúc này. Lidoan bây giờ không còn gì để mất cả. Họ đang cố gắng phòng thủ căn cứ tới cùng. Và lâu lâu thì họ sẽ cho chúng ta được những yếu tố bất ngờ với cái đơn vị tăng rớt và đồng thời là lính phun lửa nha. Anh Hào cũng đã có được sự xuất hiện của Leviathan. Như vậy là rất ổn rồi. Và ngay sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với một trận đấu tiếp theo. Một trận đấu cũng cùng với những một người bạn rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Vô Sơn Việt TV. Và bây giờ lực lượng của Liên đoàn cũng đang vào tiến công tổng lực và căn cứ lực của Hiếu Nguyễn Vô Sơn Việt TV và anh Hào. Căn cứ của anh Hào có trụ được hay không đây? Chúng ta đang có được Leviathan và đã ơn tây. Trúng rồi. Chắc chắn là Liên đoàn sẽ tổn thất đi hầu hết các đầu vị tăng sớt và đồng thời là các đầu vị lực 1 bên 2. Phòng thủ căn cứ quá chắc chắn với một đơn vị hero. Như vậy là ổn rồi. Leviathan của anh Hào cũng đã được nâng cấp rất mạnh mẽ nha. Đó là một trong những đơn vị chủ lực của chúng ta. Là một trong những đơn vị hero mạnh mẽ nhất trong số 6 hero. Với khả năng bay ở trên không, có rất nhiều những khẩu tháp pháo ở trên thân của Leviathan. Và đồng thời thì cũng có được những quả tên lửa hạt nhân mini. Và đó là những nỗi khiếp sợ của lực lượng liên đoàn. Và chúng ta đã sử dụng Abatrop đi ném bom đại thảm ở trung tâm chỉ huy các lực lượng của sân nước biển ở vị trí điểm H nha. Có được hay không đây? Vẫn chưa được rồi. Thiếu một xíu nữa thôi. Xong rồi. Chỉ đấu cơ của anh Hào cũng đã ngăn thất bại ở trên không. Và trung tâm chỉ huy bên cạnh lực lượng của Liên đoàn của sân nước biển đã đi bán phế liệu rồi. Abatrop của Hiếu Nguyễn vẫn chưa được nâng cấp nhiều. Và chúng ta vẫn cần phải có thêm thời gian tiếp tục nâng cấp thêm các đơn vị Abatrop trở nên mạnh mẽ hơn, để có được những bài đánh mới lạ hơn, phục vụ anh em giải trí một cách nhiệt tình nhất nha. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào? Đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận phía bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Một trận đấu và Hiếu Nguyễn và lực lượng của anh Hào đã cố gắng sát cánh với nhau chống lại những đợt tấn công liên tục của liên đoàn ở những phút đầu tiên của trận đấu nha. Và ngay sau đó thì chúng ta đã lật ngược được tình huống và đưa trận đấu được về thế 2-1 rồi.
Và tiếp tục là chúng ta cũng đã hỗ trợ cho lực lượng của em ra anh Hào phòng vệ căn cứ liên tục. Và đến bây giờ lực lượng của sân đất biển cũng đã bao tăng cường đến vị trí điểm C. Rất có thể họ đang cố gắng để có thể chiếm được một vị trí của thùng tàu biển lớn ở vị trí trung tâm. Và ngay sau đó là tổng tiến công vào các lực lượng của Hiếu Nguyện của Savic TV. Và chắc chắn điều đó là rất khó với liên đoàn, vì chúng ta vẫn còn có Leviathan và những đội bị tăng gia quân của anh Hào. Leviathan đã đến rồi, chuẩn bị bắn ra một quả tên lửa hạt nhân mini vào 3 tháp phòng không của liên đoàn. 4 tháp phòng không nổ rồi, quá dữ dằn. Tất nhiên đã buộc phải quay trở về cái đầu vậy tăng rớt rồi. Họ đã hơi bị đuối rồi. Avachop đem bom rải thảm vào lúc này. Lực giáp và mẫu vỏ cũng là rất trâu nha. Quá khủng khiếp. Những nỗ lực phòng thủ căn cứ cuối cùng của liên đoàn. Và có vẻ như là chiến thắng đã thuộc vào phía lực lượng của chúng ta đến tầm khoảng 90% rồi. Liên đoàn đã mất dần khả năng phòng thủ vào lúc này rồi. Và chắc chắn là chiến thắng thuộc vào phía lực lượng của chúng ta. Xin được phép cảm ơn 4 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người nha. Và ngay bây giờ anh em đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu thứ hai. Ngay sau đây, một trận đấu cùng với một người bạn rất tuyệt vời của ta. Một người bạn tên Viên nha. Đã rất lâu rồi thì Hiếu Nguyễn mới được sát cánh cùng với một người bạn tên Viên của chúng ta ở trên nhóm Zalo. Bạn ấy mặc dù là chơi với một cái ạc ở level 18 thôi và cũng không có nâng cấp gì nhiều, nhưng dù sao thì Hiếu Nguyễn vẫn thích chơi với những người bạn rất tuyệt vời của ta ở trên nhóm Zalo. Cho dù có khó đến bao nhiêu thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng chơi tới cùng nha. Ở lượt trận đầu tiên thì chúng ta đã có được một chiến thắng rồi. Và đến với lượt trận thứ hai, đây cũng là một trận đấu của một người bạn của ta ở bên cạnh đất lượng của liên đoàn. Chúng ta sẽ cùng được xem, cùng được theo dõi một trận đấu rất cay cấn tiếp theo nha. Chiến thắng rồi anh em ơi, một trận đấu rất cay, anh em hãy đừng tiếc những lượt like nhá. Một trận đấu chiến thắng cùng với anh nào, một người em trai của chúng ta, chiến thắng rồi. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the... Như vậy là chúng ta đã có được một chiến thắng trong một trận đấu đầu tiên rồi. Một trận đấu rất hay và rất kịch tính. Ngay từ những phút đầu tiên thì liên đoàn cũng đã có được những sự tổng tấn công liên tục ở các lực lượng của Hiếu Nguyễn và cả của đồng minh. Chúng ta và anh Hào cũng đã cố gắng rất nhiều, hỗ trợ nhau từ trên không và cả ở dưới bộ nha. Sau một đợt tấn công như vậy thì chúng ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều những lực lượng của bên phía lực lượng của liên đoàn. Và cái kết là họ đã gặp thất bại hoàn toàn. Chúng ta đã đưa trận đấu được về thế 2-1. Và chúng ta đã gây được set hoàn toàn với lực lượng của liên đoàn quân xanh đất biển rồi. Và chiến thắng là của chúng ta. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đã làm sao, có ổn áp hay không thì hãy nhớ bình luận nha. Và thứ hai thì hãy nhớ cho mình thêm những lượt like. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh và kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081 nha. Xin cảm ơn em rất chi là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lượt trận đấu thứ hai. Một trận đấu cũng rất căng thẳng và kịch tính nha. Vào thôi nào. Đây sẽ là một trận đấu của những người chơi ở level 18 và level 20. Bên cạnh đất lượng của chúng ta sẽ là một người bạn ở level 18 và Hiếu Nguyễn ở level 20. Và ngay lúc này thì liên đoàn sẽ là hai người chơi ở level 20 rồi. Một trận đấu mà chúng ta đang ở kèo dưới một chút xíu rồi anh em ơi. Với một cái bản đồ cũng rất là mới lạ nha. Nó nằm ở rất gần dầu và sẽ không có đường biển rồi. Có được rất nhiều các thùng tàu biển và đụng độ với liên đoàn.
tốc độ triển khai quân của họ cũng là rất nhanh. Và ngay từ những phút đầu tiên thì chúng ta cũng đã hơi bị đuối so với lực lượng bộ binh xanh. Họ triển khai quá nhanh cả đơn vị lính một rồi. Được làm là quá tốt và có lẽ là chúng ta sẽ không thể chiếm được các thùng tàu quyền ở vị trí trung tâm của bản đồ. Rút lui thôi. Lực lượng người bạn của chúng ta đã phải cố gắng triển khai tăng cường thêm các đơn vị xe bọc Coyote để cố gắng hỗ trợ lực đàm cho các đơn vị lính 1 Ripleyman cố gắng chiếm được thêm các thùng tàu quyền. Nhưng có vẻ là rất khó khăn với lực lượng của sân Đức Lâm. Rất nhiều các đơn vị lính 1 rồi. Anh em cũng đã biết rồi. Người bạn ông ta tên Viên có một cái ạc ở level 18 cũng không được nâng cấp nhiều. Chúng ta cũng rất khó để có thể đối kháng trực tiếp với Liên Quân những người chơi ở level 20. Và bây giờ thì cả hai người chơi đều ở level 20 như thế này, chúng ta đã mở kèo dưới một chút xíu, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và chú ý thôi. Thùng tàu quyền lớn ở vị trí trung tâm đã rất khó để có thể tiếp cận được rồi, khi Liên Quân đã có được quá nhiều các đơn vị đến một nhà. Hiển Nguyện cũng đã bắt đầu tăng cường triển khai thêm các đơn vị xe quân sự cái lúc này. Đụng độ với Liên Quân có vẻ là không thể ăn được rồi. Quá đông và quá mạnh mẽ. Và Hiển Nguyện cũng đã bắt đầu triển khai được những thạch bắn tỉa từ xa. Và hy vọng rằng người bạn ta sẽ chỉ được một thùng tàu quyền lớn ngay thôi. Ổn áp rồi. Tiếp tục đụng độ với lực lượng quân xanh đặc biệt, bắt đầu vây lên trên xác rồi. Lên trên xác của bộ binh xanh có tốc độ di chuyển là chậm hơn, nhưng sức mạnh của họ là rất ghê gớm nha. Nếu như phải solo thì chúng ta có nguy cơ là còn đúng cái đít gầy. Chúng ta vẫn sẽ phải ưu tiên triển khai phương án những phương án phòng thủ căn cứ ngay lúc này, bởi vì rất có thể lực lượng quân sân làm sẽ tổng tiến công bằng các đơn vị lính bộ binh. Họ đã rút lui hết rồi. Sẽ một Coyote đi chính xác thôi. Đụng độ với rất nhiều các đơn vị lính một của Liên Đoàn. Có vẻ là không ổn một chút nào cả rồi. Map quá gần và họ đang có được rất nhiều các đơn vị lính bộ binh. Kéo xuống lực lượng quân sân nước biển thôi. Tăng hết ga ở sổ với một đơn vị xe một Coyote. Di chuyển vào phía bên trong. Có nhà xuất máy bay. Lệch cuồng rất nhanh rồi. Hy vọng rằng người bạn ta cần phải triển khai thêm các đơn vị lính bắn tỉa thôi, để có thể chống lại với số đông các đơn vị lính bộ binh bột từ các lực của Liên Quân. Nguyễn Nguyễn cũng đang phải cố gắng để có thể triển khai nhanh chóng các đơn vị tăng gia vua. Và cũng cần phải có thêm các đơn vị lính bắn tỉa ngay lúc này. Có sạch luôn. Họ đã di chuyển đến một vị trí rất cao ở trên đỉnh núi rồi. Đó là một trong những vị trí rất dễ quan sát với đất lượng của Liên Đoàn. Và chúng ta cũng chưa có được bất kỳ một đơn vị phòng không nào. Và cũng cần phải triển khai ngay tức những phương án phòng không để chống lại các đơn vị sạc lồn. Và cũng rất có thể là có thêm được các đơn vị chiến đấu cơ ở level 2 về test nữa nha. Hơi bị căng rồi. Cuối cùng thì người bảo ta cũng đã bắt đầu triển khai những phương án phòng không. Với hai tháp phòng không đã được triển khai ra rồi. Quá yên tĩnh ngay lúc này. Hiệu quyền cũng đã tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị lên bắn tỉa. Và khiến ra một đơn vị sạc luôn. Không phải để bởi là Vetest rồi. Vetest đã di chuyển ở trên không và đã chính xác rất tốt ở bên trong căn cứ lực lượng của chúng ta. Và ngay bây giờ là sẽ có một thùng tàu quyền lớn ở vị trí trung tâm. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức để có thể chiếm được nó thôi. Và chắc chắn đây là một trong những vị trí sẽ có sự đối kháng rất mạnh mẽ đối với lực lượng chúng ta và cả của Liên Đoàn. Đến rồi. Lính bộ binh 1 và 2. Vetest cũng đang bay ở trên không. Chúng ta đối kháng trực tiếp với lính bộ binh 1 và 2 và có cả tăng Hammer bằng các lực lượng quân xanh Đức Lan. Và ở trên không chính là Vetest cùng các lực lượng quân xanh Đức Biển nha. Đây chính là một người bạn mà chúng ta đã vừa nói tới rồi.
Sau trận đấu thì chúng ta và người bạn này đã có được những sự trao đổi với nhau. Và bạn ấy rất muốn được theo dõi một video trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV mà có bạn ấy tham gia. Và tất nhiên rồi, cho dù có là một trận đấu hay đến như thế nào, hay có ra làm sao thì Hiếu Nguyễn vẫn luôn up lên nha. Ta vẫn đang cố gắng đối kháng trực tiếp với các đơn vị lính bộ binh, mà chúng ta đã có rất nhiều các đơn vị lính bắn tiền là rất hợp lý vào lúc này. Nhưng VTS của Liên Đoàn cũng đang có được ở trên không là rất đông. Lực đạn của họ là rất tốt. Và lực lượng quân đội cũng đang cố gắng tăng cường lên vị trí trung tâm để có thể hỗ trợ lực lượng của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Rất tuyệt vời rồi Viên ơi. Trước những đối thủ ở trên cờ, chúng ta cần phải có những phương án tiến công một cách hợp lý. Và sân đất biển cũng đã có được ta sự tăng cường thêm các đơn vị tăng rớt rồi. Ngay sau khi chúng ta bùa tiến công ở vị trí điểm C, thì sân đất biển đã kéo lên phía trên. Họ gần như đã quá hiểu chúng ta rồi. Họ đã lựa chọn một phương án phòng thủ chắc chắn với các đơn vị tăng rớt và lớn bộ binh. Và ở trên không thì có rất nhiều các đơn vị VTS, thì đó là những phương án tấn công rất tối ưu với phiến lượng của Liên Đoàn. Và Hiếu Nguyễn ngay lúc này thì cũng chưa có bất kỳ một đơn vị không quân nào để có thể trinh sát được ở phía bên trong căn cứ lực lượng của Liên Đoàn. Và chúng ta sẽ cần phải triển khai tăng cường thêm các đơn vị xe quân sự kết hợp với xe khói và tăng gia gua để có thể đủ sức để chống lại các đơn vị VTS 4.0 và đồng thời là các đơn vị tăng sốt nha. Tiếp tục là VTS ở trên không. Hiếu Nguyễn đã buộc phải tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị xe diễn để có thể hỗ trợ phòng không rồi, và có rất nhiều những quả tên lửa phòng không được bắn ra từ các đơn vị xe diễn của chúng ta. Các đơn vị lên bắn tiền của ta cũng đã được tăng cường thêm rất nhiều kết hợp với tăng Jaguar xe diễn, và chúng ta vẫn cần phải chờ đợi thêm các đơn vị xe khỏi khi chạy chắn được nâng cấp lên level 4 thành công. Đang cố gắng triển khai rồi. Phút thứ 10 của trận đấu rồi nha. Quá yên tĩnh ngay lúc này và chắc chắn rằng Liên Đoàn đã triển khai được rất nhiều các đơn vị VTS ở phía bên trong. Có thể đó là một kế hoạch full team. Một người chơi ở trên không và một người chơi ở dưới bộ quá chắc chắn như thế này, thì Hiếu Nguyễn cần phải có được những phương án phòng không hiệu quả hơn. Kết hợp với xe khói là rất hợp lý. Và Viên của chúng ta cũng cần phải tăng cường triển khai thêm những tháp phòng không để chống lại các đơn vị VTS từ phía đằng xa, đặc biệt là vị trí trung tâm của bản đồ nha. Chúng ta cũng đang cố gắng chờ đợi cho nhà chính trung tâm chỉ huy lực lượng level 4 để triển khai được những đơn vị xe khó ngay lúc này. Và có kịp hay không? Trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Anh em hãy cùng theo dõi nha. Quá yên tĩnh rồi. VTS cũng đang ở đâu? Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu triển khai tăng cường thêm những tháp phòng không ở phía bên ngoài. Rất lâu rồi chúng ta mới có được một sự phối hợp cùng với người bạn của chúng ta. Đồng độ với Liên Đoàn. Triển khai rất nhiều các đơn vị tăng dân và đồng thời là các đơn vị lính bộ binh. Chúng ta đang cố gắng đi xuyên vào phía bên trong để có thể chính xác được tốt hơn, nhưng có lẽ là không thành công. Mất đi khoảng 6 đơn vị lính một Replyman. Không ổn áp một chút nào. Mặc dù đã cố gắng di chuyển thật nhanh vào phía bờ trong, nhưng đụng độ với những hàng phòng thủ quá dày các đơn vị xe quân sự ở level 3 tăng sốt của Liên Đoàn, thì chúng ta gần như đã bó tay. Và lực lượng của người bạn ta cũng đã triển khai được rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar rồi. Có C2 Armadillo và tăng Jaguar. Chúng ta sẽ cố gắng tăng cường chiếm thêm các thùng tài nguyên nha. Chúng mới triển khai xe khó thôi. Sẽ có thêm một thùng tàu nguyên lớn ở vị trí 12 giờ. Và Huy Nguyên cũng đã bắt đầu triển khai một dàn sản xuất hero. Có kịp để có thể có được Leviathan hay không? Chỉ cần có được Leviathan thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn. Vì ta stand by ở trên không. Đi chính xác rồi. Họ cũng đã phát hiện ra chúng ta đã có được những phương án triển khai với các đơn vị hero. Và chắc chắn họ sẽ dùng lực đạn. Và điều mà chúng ta lo sợ nhất ngay lúc này
đó chính là họ sẽ lên cái đội bay bay để bom chiến thuật sò. Với một cái bản đồ nó rất dễ phòng thủ như thế này thì khả năng lên được cái đội bay không quân bay bay chiến thuật để bom thò thì đó là một điều rất đáng sợ vật lộ của chúng ta. Có xe khó rồi, chuẩn bị tổng tiến công, chúng ta phải đánh phô đầu ngay lập tức thôi. Trước khi họ lên được cái LV7 đáy bài đáy bom thì chúng ta cần phải tấn công, gây sức ép cho họ để hạn chế họ triển khai những phương án mạnh mẽ hơn với các đơn vị không quân. Phục thứ 15 rồi. Rất đông các đơn vị lên bộ binh và đồng thời là tăng rớt và có cả các đơn vị xe máy tên lửa tầm xa Torrent. Xe diễm đã di chuyển hơi bị cao và đã phát hiện ra những yếu tố rất bất ngờ của liên đoàn. Có vẻ như là rất khó để có thể tiến công. Chúng ta cũng đã có được đơn vị xe khó thứ hai. Máy bay đẻ bom thò rồi. Đó chính là điều mà chúng ta đang rất lo sợ vào lúc này với thò. Một trong những vị thần sấm sét từ trên không. Và những quả bom của nó thật sự là có lực đạp là rất tốt. Và bây giờ chúng ta buộc phải tổng tiến công đánh vào vị trí điểm áp thôi. Khói được bật lên. Xe 2 Armadillo của Vinh đã anh kỳ vào phía bờ trong. Và chúng ta đã có Jaguar ở phía đằng sau. Chống cạn lên, bắn phá thôi. Giao đấu tổng lực ở vị trí điểm F và lực lượng Warsaw Đức Lan cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị tăng rớt rồi. Có rất đông các đơn vị tăng rớt nha. Và chúng ta cũng đã có được một đơn vị máy đem bóng thọ của Liên Đoàn. Để bom vào vị trí của trong đám khó ta rồi. Sức mạnh rất khủng khiếp và chúng ta buộc phải tổng tiến công vào phía bên trong và cơ lượng Warsaw Đức Biển ngay ra luôn. Hơi bị hỗn loạn rồi. Vinh đã bắt đầu di chuyển vào phía bên trong. Chúng ta đã hơi bị rối trong pha này. Giờ đang bắt đầu di chuyển vào căn cứ lực lượng của Hiếu Nguyễn Gosa Big TV và có lẽ là chúng ta buộc phải chơi một phương án là đổi nha. Nhưng giờ vẫn còn là quá đông. Chỉ hai hướng thôi. Sai lầm trong pha này là của Hiếu Nguyễn Gosa Big TV là chúng ta đã hơi bị rối rồi. Chúng ta lưỡng lự trước những sự tiến công hoặc là phòng thủ căn cứ trước những sự tấn công của các lực lượng liên đoàn của sân Đức Lan với tăng rớt. Và họ đang cố gắng tràn vào phía bên trong và có lẽ mục tiêu của họ chính là đi thẳng vào đến nhà trung tâm chỉ huy của chúng ta. Rớt đang chạy rất nhanh và tăng nhân vụ đã cố gắng truy đuổi vào phía đằng sau. Toàn rồi, đó chính là sai lầm của mình mà. Đáng lý ra thì chúng ta đã đổi nhà luôn anh em ơi. Và sau đó chờ đợi mục tiêu gì đó may mắn đến với lực lượng của đồng minh chúng ta ở level 18 thì hợp lý hơn. Đây là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể tấn công tổng lực vào quân xanh đất miền và xóa sổ họ thôi. Chứ bây giờ mà quay trở lại cái đầu với tăng Jaguar rồi mà còn quay ngược trở ra là chắc chắn sẽ không đủ thời gian. Mất đi trung tâm chỉ huy, một tổn thất rất nặng nề của Hiếu Nguyễn Gosa Big TV ngay lúc này. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều các đơn vị xe cơ giới chủ lực là tăng Jaguar và lính bộ binh 233. Nhưng bây giờ thì đã không còn có trung tâm chỉ huy và chúng ta cũng không hề có bàn để có thể triển khai lại những phương án xây dựng lại trung tâm chỉ huy ở level 3. Rất khó rồi. Đuối thật sự rồi anh em ơi. Và bây giờ lại là máy bay đẻ bom thò. Ném vào nhà sản xuất Hero. Toàn rồi. Vừa mất đi một nhà sản xuất Hero ở level 3 và đồng thời thì mất luôn cả Leviathan ở phía bên trong. Một tổn thất rất nặng nề. Có lẽ là phải hơn 2.000 tài nguyên. Đó là sai lầm của Hiếu Nguyễn của Savic TV. Chúng ta đã nhận ra sai lầm vào lúc này rồi. Và bây giờ thì cần phải dùng lực tấn công vào vị trí điểm H thôi. Dùng lực tấn công. Dùng lực thôi đau. Nhưng họ cũng đã kịp thời triển khai những phương án phòng thủ căn cứ với tăng dốc và các đơn vị sẽ bắn tên lửa tầm xa và có cả tăng dốc và các lực lượng quân sân Đức Lan.
khỏi đâu rồi, kéo lên phía trên để có thể hỗ trợ cho Tăng Gia Vua. Vetus đang bay ở trên không. Quá nhiều cái đầu vậy tăng dấp từ các lực lượng của sân được làm. Phục thứ 20. Bài bài đếm vào to. Đếm vào thẳng bên trong đám khó rồi. Chúng ta đang có một cơ hội duy nhất vào lúc này, chạy thẳng vào phía bên trong thôi. Hết ga hết số thôi nào. Nhanh hơn. Di chuyển thôi, sẽ khỏi để di chuyển hơi bị chậm hơn so với cái đội vậy tăng gia vua rồi. Đừng để mất hết cái đội vậy tăng gia vua, đây là cơ hội cuối cùng của ta để có thể bắn phá vào trung tâm chỉ huy và những sân bay. Sẽ khỏi là di chuyển lỗi rồi. Máy bay để mòn thơ. Họ đang cố gắng tiến công vào các lực lượng của hiệu quyền của Soviet TV và cả lực lượng của Vin của ta. Để mà vào trung tâm chỉ huy là chắc chắn rồi, chắc chắn là trung tâm chỉ huy. Ta đã mất đi trung tâm chỉ huy rồi anh em ơi. 4 đội bay bay đem bom to thật sự là quá mạnh mẽ. Và bây giờ là cố gắng bắn phá vào trung tâm chỉ huy các lực lượng của liên đoàn. Nhưng với sức mạnh của hai đơn vị tăng gia quân cuối cùng là không đủ lực nặng. Mà đã vậy lực lượng quân đỏ lại còn bắn vào tăng rất làm cái gì đây bạn ơi. Dùng lực vào vị trí đi ba thôi nào. Có kịp hay không? Kịp rồi. Nhưng đánh đổi lại chúng ta cũng đã tổn thất quá nhiều. Phục thứ 22. Giao chiến vẫn còn đang nổ ra liên tục ở khắp mọi nơi. Bây giờ thì mọi thứ đã trở nên khó khăn rất nhiều. Liên đoàn sẽ không buông tha cho chúng ta. Điều đó là chắc chắn rồi. Chắc chắn là họ sẽ tiếp tục tiến công. Tiếp tục là sự tiến công của VTS từ trên không. Không biết mục tiêu tiếp theo sẽ là vị trí nào đây. Bắn vào nhà xuất sẽ khó rồi. Hiệu quyền cũng đang hơi bị rối ở pha này. Ở phía bên ngoài chúng ta cũng đang có rất nhiều các đầu vẫy tăng dấp. Và đồng thời là các đầu vẫy lớn bộ bên với các lùm linh đoàn. Bật khó lên. Trời tới cùng thôi đâu. Sức mạnh từ những vị thần dân và đồng thời là cái đầu bởi lĩnh bộ bên hai. Bài bài ném on thó. Ném vào trong đám khó rồi. May mắn là chúng ta đã kịp thời thoát ra phía bên ngoài. Một xíu nữa thôi thì toàn rồi. Rất nhiều các đơn vị phòng không đã cố gắng bắn phá lên liên tục những quả tên lửa phòng không chống lại các đơn vị bay ra giáp thò. Nhưng vì máu và giáp của thò thông thường là rất mạnh mẽ nha. Tiếp tục lại là thò. Nhà sản xuất xe cơ giới ở level 3 của bạn của chúng ta đã bị sắp đổ rồi. Cố gắng bám trụ tới cùng thôi. Cuối cùng thì cũng đã có thể ngăn chặn được một đợt tiến công của Liên Đoàn. Chúng ta vẫn đang cố gắng triển khai tăng cường thêm các đội vệ tăng Jaguar, xe khói và lính bộ binh. Những phương án cuối cùng về tối ưu nhất rồi. Đã không kịp để có thể chỉ được một thùng tài nguyên. Tiếp tục là đụng độ với Liên Đoàn. Bây giờ chỉ có khói thì mới có thể chống lại các đơn vị Vantage 2.0. Còn bài bài để bom thò thì thật sự là bó tay rồi. Hiệu quyền cũng đã mất đi quyền sử dụng item. Phục thứ 25 của trận đấu rồi. Bây giờ thì chắc chắn rằng Liên Đoàn sẽ tiếp tục tiến công chúng ta bằng các đơn vị 2.0 là Vantage và bài bài để bom thò.
biết là như vậy rồi. Bài tiếp tục lại là bài bài để bò co. Mục tiêu là vị trí nào đây? Nhà sản xuất xe quân sự rồi. Cả hai nhà sản xuất xe quân sự đã đi bán phế liệu mất rồi. Máy bay để motor có tốc độ bay là rất nhanh. Mặc dù là có thể nói là máu ít hơn so với Albatross một chút xíu, nhưng với tốc độ bay nhanh thì dù sao nó cũng có đủ khả năng để tránh né như là bắn tên lửa phòng không. Bật khói lên. Mặc định một đơn vị sẽ khó rồi. Liên đoàn vẫn còn có rất nhiều các đơn vị tăng dân ở phía bên trong và đồng thời là các đơn vị lớn của mình. Trời tới cùng thôi nào. Ta cũng đang tốn rất nhiều những lượng item để có thể phòng vệ được căn cứ ở khắp mọi nơi và team phương A tiến công. Nhưng có vẻ là rất khó khăn rồi, vừa mất khói rồi. Vừa mới hết khói xong thì ngay lập tức tăng rớt đá ná pháo thẳng vào các đơn vị xe khói của Hiếu Nguyễn của Savic TV. Và cái kết là quá rõ ràng, chúng ta đã tổn thất đi hết các đơn vị của mình và đồng thời các đơn vị tăng gia vua. Không kịp để có thể rút chạy được rồi. Rất khó rồi. Tiếp tục là sự đối kháng rất mạnh mẽ của các đơn vị tăng sớt và lớn bộ binh của chúng ta. Hiếu Nguyễn cũng đã tổn thất đi liên tục các tòa nhà công sự ở phía bên ngoài căn cứ rồi. Bây giờ thì cần phải tăng cường thêm cái đơn vị Dragonfly và tiếp tục lại là Thor. 4 đơn vị mà bạn đã bỏ con rồi. Trung tâm chỉ huy. Quá dữ dằn. Và tiếp theo sau đó là VTS 4.0. Tàn nát hết cả cửa rô ở đây rồi. Chúng ta sắp mất trung tâm chỉ huy. Thì đó là quá chắc chắn với Liên đoàn. Họ đang sử dụng 4 đơn vị VTS 4.0. Đã liên tục những quả tên lửa 4.0 như thế này thì chắc chắn là trung tâm chỉ huy sẽ phải đi bán phế liệu rồi. Hiếu Nguyễn và đồng minh chỉ còn có đủ sức để co cụm lại phòng thủ tới cùng. Nhưng chắc chắn là chúng ta đã rơi vào thế bí rồi ở phút thứ 28 nha. Và bây giờ là chúng ta đã phải đối kháng lại với rất nhiều các đơn vị tăng dẫn từ các lượng của sân Đức Lâm. Không thể chống đỡ được rồi. Vấn đề của chúng ta là ngay từ những phút đầu tiên, khi mà chúng ta đã tổng tấn công công ở một trong những lần tấn công đầu tiên, ở những phút giây rất sớm của trận đấu chúng ta đã không thành công để cho Liên đoàn có cơ hội lại khôi phục quá nhanh. Và đến bây giờ thì chúng ta đang phải hứng chịu quá nhiều đợt không kích rồi. Một khi mà Thor có quá đông như vậy rồi thì những tòa nhà công sự sẽ không còn là an toàn nữa đâu. Và bây giờ còn tiến công ở trên bộ cũng là rất khó rồi. Vì dù sao thì Liên đoàn cũng đã trở nên rất mạnh mẽ và chúng ta thì đang thiếu thốn về tài nguyên là rất nhiều. Bây giờ họ chỉ cần ngồi nhà và để bom thôi. Chúng ta đã đủ tan hoang hết nhà cửa rồi. Cố gắng chơi tới cùng thôi. Cống hiến cho đẹp một trận đấu thật hay. Chúng đó với tăng rớt nữa rồi. Chúng ta đang cố gắng co cụm để có thể chiếm thêm được tài nguyên, nhưng có vẻ là không đủ lực. Bị rút vào hướng nào đây? Bị bao vây rồi. Có khói nhưng vẫn không có các đơn vị tăng gia của ở phía bên trong đám khói để có thể đủ lực đam chống lại các đơn vị tăng rớt thì cũng coi như không. Còn hết rồi. Chỉ
chiếm được tài nguyên nhưng tổn thất rất nhiều khả đời và lớn như lúc này. Quá khó khăn. Đây là một trong những cái bản đồ nó rất mới lạ và nó cũng rất là chật hẹp nha. Tiếp tục là phải tên tên trinh sát chúng ta ở trên không rồi. Vị trí này thì hơi bị ảo rồi anh em ơi. Giọt đã bắn xuyên qua những khu rừng. Quá lợi hại. Tập bắn rất tốt và những thời gian công sở chúng ta cũng đã trụ không đổi với các đơn vị tăng rất của Liên Đoàn. Tiếp tục lại là Thò và người bạn ta đã tổng thất đi hầu hết các đơn vị tăng gia vua. Toàn rồi. Tiếp tục lại là Toàn rồi. Máy bay ném bóng Toàn ném vào trung tâm chỉ huy. Và ngay sau đó là Bethesda ở trên không. Cái kết là quá rõ ràng với lực lượng của chúng ta. Phút thứ 32 hoàn toàn là chịu rồi. Và cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không thể đủ sức để chống lại với quá nhiều các đơn vị bay bay bom thò. Họ đã liên tục lại thả vào căn cứ lượng của chúng ta và cả của đồng minh. Và ngay lúc này thì Hiệu Quỷ cũng đã không còn gốt nữa rồi. Không còn vàng và không còn đủ sức để có thể phòng thủ trước những đòn tấn công liên tục của Liên Đoàn. Họ đang tổng tiến công với rất nhiều các đơn vị tăng rớt và lớn bộ binh. Thua rồi anh em ơi. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao? Liên Đoàn chơi có quá ổn áp hay không thì hãy cứ bình luận nha. Mình đã mắc sai lầm và chắc chắn là thua rồi. Xin chúc mừng lực lượng của Liên Đoàn. Cái kết là quá rõ ràng. Chúng ta đã không còn gì để có thể đủ sức chống lại lực lượng Liên Đoàn nữa rồi. Tăng rớt đã tràn vào phía bờ trong. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều nha. Hãy nhớ kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081. Chúng ta sẽ cùng kết bạn với những người bạn tuyệt vời, cùng được sát cánh với nhau và cùng được chơi những trận đấu thật hay, thật vui vẻ trên con game Arwo 3, một trong những con game chiến thuật đỉnh cao trên điện thoại di động nha. Họ có quá nhiều và rớt cũng có quá nhiều. Đó là những vị thần và sức mạnh của những vị thần thật sự là quá khủng khiếp với chúng ta ngay lúc này. Kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận tiếp theo nha. Như vậy là chúng ta đã bị khuất phục trước những đối thủ quá mạnh mẽ. Họ đã không kết chúng ta liên tục từ trên không. Và cái kết là quá rõ ràng, chúng ta đã không thể trụ nổi với các đơn vị tăng rớt cũng như là các đơn vị ban em bóng thò từ các lượng của Liên Đoàn quân xanh Đức Biển và cả quân xanh Đức Lam rồi. Hoàn toàn là bó tay. Sức mạnh từ trên không của những vị thần thò đã thật sự là quá khủng khiếp. Họ đã liên tục ném bom vào những tòa nhà công sự quan trọng của chúng ta và cả của đồng minh. Và cái kết là chúng ta đã hoàn toàn bất lực rồi. Thất bại là điều không thể tránh khỏi đấy mày. Và ngoài ra thì Liên Đoàn cũng đã có được những đơn vị chiến đấu cơ ở level 2 rất mạnh mẽ và kinh khủng khiếp rồi. Liên tục là những đợt không kết từ trên không. Mặc dù là Hiệu Quỷ cũng đã cố gắng trong những pha tấn công đầu tiên, nhưng rất tiếc là chúng ta đã không thành công. Và cái kết là quá rõ ràng. Và xin chúc mừng lực lượng của Liên Đoàn nha. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy nhớ bình luận và hãy nhớ cho mình thật nhiều được like. Và hãy kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081 nha. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận đấu tiếp theo. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều nha. Nói thật càng và những trận thật khó, và sẽ coi nước đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiệu Quỷ Go Savic TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 092 476 2081. Và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Và trong một trận chiến sẽ không có ai là thua cuộc. Và với tao, một trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em.
đói thật căng, những chất khó sẽ khó đứng đó và tao bay. Chỉ cố gắng những trận đó, tăng dẫn đứng đó và bóp rây. Yo! Tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Go Service TV. Và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha.